Đoàn kiểm tra công tác phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra tại một số siêu thị tại Hà Nội. Báo cáo của các nhà bán lẻ siêu thị cho thấy, nhu cầu mua sắm của người dân hiện không tăng mạnh, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết được chuẩn bị đầy đủ. Các nhà phân phối cũng cam kết giữ bình ổn giá. Theo báo cáo, WinCommerce tập trung vào nhóm hàng có giá bình quân khá thấp để đáp ứng được nhu cầu mua sắm của nhiều khách hàng hơn. Đặc biệt, các chương trình khuyến mãi triển khai tập trung nhiều hơn, trong đó có những chương trình dành cho nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu như thịt heo, rau củ. WinCommerce chúng tôi đã dự tính lượng tăng trưởng về dịp Tết năm nay từ 15 đến 20%. Và như vậy chúng tôi cũng đã dự trữ cũng như cam kết với các nhà cung cấp để có sẵn lượng hàng hóa có thể phục vụ cho người dân. Thành phố Hà Nội là một nơi có cái địa điểm mà người dân tập trung mua sắm, không chỉ là tại cho người dân thủ đô mà cả các người dân tỉnh khác đổ về để mua sắm cho mình và gia đình, là nơi mà chúng tôi dự phòng mức tăng trưởng từ 20% đến 25%. WinCommerce chúng tôi ở trên toàn quốc đã triển khai bán hàng đến tận ngày 30 âm lịch vào 12 giờ và chúng tôi sẽ mở cửa lại vào ngày 4 âm lịch vào từ 7 giờ cho đến 20 giờ. Và những ngày sau đó thì sẽ triển khai mở như những ngày thường từ 7 giờ sáng cho đến 22 giờ. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng ghi nhận sự chuẩn bị đầy đủ, tích cực của các nhà bán lẻ, hệ thống siêu thị trong việc chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của bà con cho dịp Tết Nguyên đán 2024. Đồng thời lưu ý các siêu thị chuẩn bị đảm bảo đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, tránh để xảy ra thiếu hàng cục bộ, nhất là thời điểm sát Tết và sau Tết. Theo Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp đã chấp hành rất nghiêm túc chỉ đạo của thành phố. Các siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, đa dạng để phục vụ nhu cầu của người dân. Đáng chú ý, chủng loại, mẫu mã hàng Việt Nam xuất hiện nhiều trên giá kệ của các siêu thị. Đến thời điểm này thì cũng là cái thời điểm giáp Tết Nguyên đán rồi, thì lượng cung hàng hóa của tất cả các cái hệ thống phân phối ở trên địa bàn thành phố Hà Nội rất dồi dào. Theo cái chỉ đạo của thành phố là dự trữ 3 tháng trước, trong và sau Tết, thì hiện nay toàn bộ những cái lượng hàng phục vụ Tết đã được bung ra trên tất cả các cái hệ thống phân phối của thành phố Hà Nội để phục vụ cái nhu cầu của người dân. Các doanh nghiệp chủ động các cái nguồn hàng từ sớm, lượng hàng hóa rất phong phú, kể về chủng loại, đa dạng hóa tất cả những cái hình thức khuyến mại để tri ân khách hàng cũng như là kích cầu tiêu dùng. Tổng lượng hàng hóa của Hà Nội năm nay dự trữ là 40.900 tỷ đồng, tăng khoảng gấp 10 lần so với năm 2023. Và các cái doanh nghiệp đang dự trữ tăng từ 25 đến 30%, và hiện nay thì bà con nhân dân đang mua sắm Tết rất là nhộn nhịp và rất là phấn khởi, yên tâm, và hàng hóa rất là nhiều để phục vụ đầy đủ cái nhu cầu của người dân ở trên địa bàn. Năm 2024, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị hàng trăm ngàn tấn sản phẩm hàng hóa, ước tính tổng giá trị khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với thực hiện Tết năm 2023. Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đến nay đã có trên 1.300 điểm bán hàng của các đơn vị phân phối, bán lẻ, đăng ký mở cửa bán hàng trở lại phục vụ nhân dân từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết. Từ mùng 6 Tết trở đi, các hệ thống hoạt động bình thường phục vụ nhân dân.